Hôm nay mình đi câu cá ngày thứ hai nha các bạn. Mình đi câu cá mình thấy cái ruộng người ta đang trồng cải gì mình thấy đẹp, mình quay. Mình chờ bạn mình tới đây mình tiếp tục câu cá với các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi tiếp tục đi câu cá đó nha. Hôm nay mình câu cá coi mình câu những gì. Hôm nay mình chuyển qua chỗ khác câu thử rồi có cá gì không. Đây là con sông rất lớn nha các bạn. Rồi chuẩn bị câu thôi. Thở nó thử cái lưỡi câu để đào. Thôi, cái để đây làm thôi, để đây ra. Này phá mù quá, câu không dính mà phá mù quá nha. Yeah. Không biết có câu được cá không nữa. Có cá mà nó không biết đớp mồi hay sao? Hoang mang quá ông ơi. Sao lâu rồi cá không đớp mồi vậy ta? Chờ cá cắn câu như hạn hán chờ mưa rào buồn thiệt chứ. Chắc mọi câu không ngon nên cá chế không ăn. Cá ơi, cá cắn câu dùng tao đi cá ơi. Chờ đợi là hạnh phúc đó ông. Chưa chắc đâu ba. Cứ từ từ thôi đừng gấp. Chờ đợi là hạnh phúc ha ha ha. Cái đít nó đâu vậy? Ông nói gì không hiểu vậy? Cái cá với gì mà không có đít được hả? Đợi cá hoài đợi cá mãi mãi. Cứ đợi đi mà.
rồi thì cá cũng cắn câu thôi. Cá sao dám cắn câu vậy ông lái thuyền? Chờ nghe nhạc hoài mà không thấy cá gì hết vậy ông nội. Chắc tôi nhảy xuống chụp cá cho rồi. Chưa dụ được nó thường. Còn nghe hả? Có cá mà nó mấy. Nó bảo là vậy. Nó bột trộn vô với nó. Đây đi câu cá nha các bạn. Đó đây con sông ở này ở Hóc Môn rồi các bạn. Hóc Môn cũng có con sông đang nước rộng, lục bình trôi quá trời. Đó, thì câu thử hôm nay coi có được giống như hôm qua không? Hôm qua mình câu được 2 con cá. Hôm qua là ngày đầu tiên mình đi câu luôn các bạn. Và hôm nay để đi câu nữa hay có được con cá nào nữa không nhá? Đây, nước cũng đang rộng, nó đang chờ cá cắn câu. Con hông này cũng mát mẻ đó, móng cây đồ cũng mát đó các bạn. Cuối cùng cá cũng cắn câu, ha ha ha. Đây dính cá nữa. Cá rô nhỏ. Này, cá rô nhỏ cũng là cá rô chứ không nổi. Mày câu được nữa. Đừng nữa. Bắt nữa gì? Hả? Ngày được rồi cá. À dính. Nói dính được một con cá rô. À. Một em. Chẳng chờ nó cho nó chút nước. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục chờ cả cắn câu nữa nha. Ê. Cái bạch chắc. Cái nắp đâu rồi? Nó dùng cái nắp rồi hả? Tìm thấy cái nắp rồi ông ơi. Rồi, dính được con chấu. Chú cá rô con. Cá rô này cá rô đồng á, chính gốc á. Rồi, ok, đồ okay. Quá tuyệt vời. Một em nữa. À, quá hấp dẫn luôn. Đục. Đây. Đó, đây. Thêm một em nữa. Đó. Mẹ
nay cũng ngon anh thấy. Con này bự hơn con nãy á. Đó, đấy, các bạn được ba con đó, ba cái rô ha, cái rô này về chiên cũng ngon lắm rồi nha. Về chiên đúng không? Hôm nay là cũng chiên ướp chiên. Cái gì nó cắn nó kéo phao đứt phao luôn kìa. Cuối cùng cũng câu được ba con cá ha ha ha. Video tới đây hết rồi, các bạn xem thì bấm đăng ký kênh cho mình nhé, xin cảm ơn. Kìa.